Kỷ niệm một năm YouTuber Tông GC. Các bạn thân mến, hôm nay 20 tháng 7 2021 mình đã làm YouTube một năm rồi đó các bạn. Xin giới thiệu các bạn về tên Tông GC, tức là Tông Gò Công. Đây là ngôi nhà mà hồi năm 1956 mình được sinh ra ở nhà nội. Lúc đó, ba má còn ở chung với ông nội bà nội. Ngôi nhà này ông nội làm năm 1933, tức là sau khi ba mình sinh ra được 2 năm. Đến năm 45 tuổi thì ông nội mất. Và ngôi nhà đã gắn bó với mấy thế hệ con cháu. Và đây, xin mời các bạn về nhà mình, cũng ở ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công ngày nay. Ngôi nhà này gia đình mình lập năm 1968, lúc đó mẹ dẫn 5 chị em về đây để tiếp tục làm miếng ruộng sau khi ba mình mất năm 1963. Ngôi nhà đã qua bao nhiêu lần cải tạo, chứ cái hồi năm 1968 thì rất là nhỏ, nhà tranh gạch lá. Mời các bạn vào thăm đình cổ Tân Đông, với bây giờ đã phục chế lại rồi đó, chứ hồi đó thì hoang tàn đổ nát. Nơi đây mình đã tập thể dục trong những giờ học, cùng học. Và giới thiệu với các bạn một lần nữa về đường qua 10 giờ. Gò Công. Đây cũng thuộc xã của mình nha các bạn. Xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Cách chợ Gò Công khoảng 6-7 km. Đây, vợ chồng mình về đây check in đường hoa trong cái mùa đẹp nhất là hoa 10 giờ nở rộ vào cái mùa mà lúa chín. Giờ đó rất đẹp. Đường hoa 10 giờ này mình về nhiều lần rồi. Nhưng lần nào về Gò Công cũng tranh thủ ghé qua để xem cái cảnh non nước gấm hoa của mình đây. À. Không biết các bạn ở nơi khác thì sao, chứ còn mình tình yêu thương quê hương, do đó mình thấy đường hoa này lúc nào cũng đẹp. Trên kênh YouTube của mình thì mình cũng đã có giới thiệu đường hoa 10 giờ này vào khoảng tháng 8 năm 2020, cái lúc mà kênh YouTube mới thành lập. Xin mời các bạn cảm nhận về đường hoa 10 giờ ở quê hương mình, ở xã Tân Trung, thị xã Gò Công. Hoa 10 giờ là một cái loại hoa rất bình dị. Thường là những người ở nông thôn người ta trồng xung quanh nhà. Cứ đến khoảng 9-10 giờ tới 11-12 giờ là hoa đỡ rực rỡ rất đẹp. Và sau này còn có những cái bông hoa 10 giờ Thái gồm nhiều màu nữa. Nhưng mà bản thân mình vẫn thấy cái hoa 10 giờ của Việt Nam mình lúc nào cũng đẹp. Mộc mạc bình dị gắn liền với những cái cuộc sống của người nông dân miền Tây Nam Bộ, và nhất là xứ sở Gò Công mình. Ở đây có một anh nông dân, mình gọi là anh tại vì lớn hơn mình chừng vài ba tuổi thôi. Năm nay thì anh Tư Thảnh khoảng chưa được 70 tuổi, 60 mấy thôi. Từ cái chỗ làm ruộng cực khổ rồi anh dâm ít cái hoa 10 giờ và anh thấy đẹp để anh thư giãn khi mà anh sau khi anh làm nông thì anh ngắm cho đẹp và mọi người cùng ngắm. Tới đây mời các bạn về bãi đá Rạch Bùng thuộc xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.
rạch bùn, nhưng mà đá thì rất đẹp, rất hay, vì lý do là ở đây người ta kè cái con đê biển này, nhưng mà sóng đánh quá, cuối cùng là từ những cái kè nó trở thành những bãi đá như thế này. À, chúng ta thấy tiếng sóng biển rì rào, phía trước mặt chúng ta là biển Đông, một phần của biển Thái Bình Dương. Nó đang dỗ về tiếng sóng hàng ngàn năm nay về quê hương mình đó các bạn, quê hương Gò Công thân yêu của mình. Cái tên mà mình lấy là cái có thể gọi là nghệ danh trên YouTube là Công GC, tức là Công Gò Công. Và đi xa hơn một chút nữa các bạn về xã Tân Thành của huyện Gò Công Đông, cách cái bãi đá rạch bùn này kia khoảng chừng 5-6 cây số thì chúng ta tới cái biển mà nổi tiếng của Gò Công. Đó là biển Tân Thành. Nếu các bạn đi tới thị xã Gò Công, tới chợ Gò Công rồi xuống tới biển Có Tân gì Thành này ăn? là 15 km các bạn. Trời ơi, con sứa gì đó ông À, nội ơi. so với các cái biển xung quanh thành phố Hồ Chí Minh có cái cự ly gần nhất là biển Tân Thành này, vì lý do là biển Cần Giờ thì thuộc thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải qua phà Bình Khánh, Sứa mà. còn biển Tân Thành của Gò Công thì không phải qua phà nữa. Bây giờ phà Mỹ Lợi người ta đã bắt cầu năm 2015, thành ra là trở thành nơi check-in chụp ảnh của nhiều thanh niên nam nữ. Đặc điểm của những cái biển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì phù sa rất nhiều vì cái cửa sông nó đổ ra, do đó là cát nó đen và nước nó không được trong như ở vùng Vũng Tàu hay là Nha Trang hay là các cái vùng biển khác trong cả nước, nhưng bản thân mình thấy lúc nào cũng đẹp. Ở đây chúng ta nhìn vào phía trong của cái khu du Tân Thành hiện đang làm kè. Cái khu nhà lá đó là các cái quán nhậu đó các bạn, mua hải sản rồi nhậu. Và phần cuối cùng của video này để kỷ niệm một năm làm YouTube, mình muốn giới thiệu với các bạn lại một đoạn trong cái phim Vàng Trong Ruộng và Hạt Lúa Quê Tôi, là miếng ruộng của nhà mình. Đây, gia đình mình canh tác 1 hectare ruộng, ngày xưa có một vụ thôi, mấy mẹ con chị em cực khổ nhưng mà vẫn nuôi sống được cả nhà. Ngày nay thì do ngọt quá, do đó là ruộng đã làm được 3 vụ đó, cái ruộng mà nhà mình đó mình đang chỉ đó, từ khúc này tới khúc này vân vân. Và đây mình với cậu em năm nay cũng 61 tuổi rồi, đang bơm nước. Đây, những cái ngọn lúa chín rất đẹp mà đã nuôi sống gia đình mình, cuộc đời mình trong thời niên thiếu. Đoạn cuối video xin giới thiệu các bạn một đoạn về thu hoạch lúa ở quê mình. Tới đây xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video khác nói về cái năm làm YouTube của mình. Bye bye!